Còn người đấy Quân. Đây rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đấy, hay lắm. Hay lắm. Còn đấy đúng không? Còn đâu? Còn đâu? Ngang kìa. Mình đi rồi. Chuẩn kìa. Thịt tía. Nhớ bảo cho chuẩn. Mình cũng chuẩn. Chuẩn về thôi quá. Thôi mình sang kia uống nước chè thôi, đi đi. Nghe đi cái con chè. Bạn sang cho nước. Bạn tưởng sâu quá. Phạm ơi, Phạm ơi. Anh em sang đây. Phạm ơi. Đúng mà chặt tờ ngã thừa rồi. Bảo luôn. Đúng rồi em ơi. Lên đi, lên đi. Ủa treo bóng. Và đánh đầu cản phá của cô. Cô. Để rồi. Hai chuẩn bị khởi động thay đoàn này. Hai khởi động biết thay như Hải nó đó có biết rồi. Nó biết mệt rồi. Cũng phải dùng thẻ đâu, cũng cầm nào đó. Có. Thẻ, lấy thẻ, lấy thẻ, Cương lấy thẻ. Ai lấy rút thẻ? Lấy thẻ rồi, Hải lấy được mà. Rất cố gắng. Vẫn là các thủ lục luôn. Thi đấu dưới mặt sân đất như này thì bóng khá là mực. Đúng thế. Bóng vừa chạm vào người của thủ thành Và điểm rất mạnh của cầu thủ áo đỏ nhưng bóng đã đi không chính xác. Hay đoàn lại. Đây giấy đâu? Này. Xem đỏ thẻ đấy, ở giờ có số. Còn đây. Ôi giời. Bên kia có hai người kìa. Sai nhau ông Quân là bị bị rồi. Thì là cứ 5 phát được phát. Quân này làm xong thay người đi anh. Không với kìa. Và một cuộc thành công của các thủ thủ. Người luôn anh. Như vậy là anh Hải thủ độc đũ và chủ định có sự thay đổi những người. Cầu thủ mặc áo số 34 rời sân. Bên phía các thủ chủ định cũng có sự thay đổi người. Số 92 rời sân và thủ mặc áo số 10 bạn. Nhanh nhanh Quân ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của đội trưởng Văn Sự về phía xây dựng. Tiếp tục là một tình huống cố định dành cho các thủ Đồng Lô. Bóng đã đi trên đường vô căng, tiền các bóng lên dành cho các đội tuyển. Đứng lên, không phải đuôi. Chạy đi ông ơi! Bắt được gì? Quả đá bên dành cho Trường Thịnh. Anh Hải ơi! Lỗi ném bên của một cầu thủ bên phía Trường Thịnh. Bên phía Trường Thịnh có sự ra đời người. Rời sân là cầu thủ mặc áo số 5. Vào sân là cầu thủ mặc áo số 21. Phút thứ 20 của hiệp 2 trận đấu giữa cầu thủ Trường Thịnh và Đồng Lô. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ Đồng Lô. Bàn thắng duy nhất cho tới thời điểm này được ghi trên tấm penalty. Tôi tưởng ông đi cùng mấy thằng đâu mà. Đâu, mỗi tôi với Hùng thôi. Ông đi cùng mấy thằng đâu mà. Đâu, mỗi tôi với Hùng thôi. Tôi tưởng ông đi cùng mấy thằng đâu mà. Đâu, mỗi tôi với Hùng thôi. Lấy chè, lấy chè. Tôi tưởng ông đi cùng mấy thằng đâu mà. Đâu, mỗi tôi với Hùng thôi. Lấy lần này thì thủ môn bên phía Trường Thịnh đã xuất sắc và ra vào hợp lý. Hà bóng qua vô địch đặc sự. Đâu số mấy? Số mấy? Ai Trọng tài đã thổi phạt cao thủ Đồng Lô cho tình huống vừa rồi. Không biết nó cầm gì. Thanh.
Cương gì đây? Cương ơi. Cương ơi. Chó này bộ này chết con mẹ mày cả. Đấy đưa đi. Mẹ sáng ra mày đã đi con mẹ à. Một con thế. Hôm nay thì nó bố đang chơi pháo bình tĩnh. Rất cố gắng. Thì sao một trận xong rồi đã phải rồi em? Chi quả đã 7 giờ và 7 giờ. Chào á. Trận cuối đã 7 giờ. 8 giờ kém 15. Chết ngay hết rồi. 3 trận đều đã sáng. Trận sau mình đã chiều. 3 trận đã sau mình đã chiều. 3 trận vào. Bên phía đội ngũ có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 88 rời sân. Vào sân là cầu thủ mang áo số 83. Đấy, có một cơ hội rồi nhá. Có mang cái áo dẫn nhận cho chú không? Không. Mang áo. Cơ hội. Bắt sự. Để tay vào. Trong vòng cấm quanh tay vào.